Cái trận đấu mỗi đội hình ấy, phải có một hoặc hai con nó là đam chính thôi các bạn. Còn những cái khác nó chỉ là vào để phụ đấy. Nó dạng như thế. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại làm một video mới ở giai đoạn đầu trận đấu này này. Mình đã nhanh chọn lấy cái con Esmeralda nhá. Gọi nó là Esmeralda ấy. Như vậy thôi. Và ở trận đấu này thì mình có nghe những video trước ấy, mình đã làm về nhiều đội hình rồi. Còn đội hình phép thuật chưa làm nên là mình sẽ chủ định là chơi về cái đội hình phép thuật luôn các bạn. À pháp sư nhầm, cứ phép thuật. Đấy, đội hình pháp sư ấy ở những cái phiên bản và những cái có nghĩa là sau cái đợt cập nhật này này thì không biết đội hình pháp sư có còn mạnh hay không thì mình sẽ chơi thử. Còn ở những cái đội hình còn những ở những bản trước ấy, đội hình pháp sư mà lên được 6 pháp sư với cái 6 đế chế thì nó sẽ cực kỳ khỏe và mạnh đúng không? Nên hôm nay mình sẽ chơi thử về đội hình 6 pháp sư ở phiên bản này không biết còn khỏe không. Và mình thấy xem qua thì đa số là những người người ta chơi ấy, những người mà top đầu chơi ấy, đội hình pháp sư thì cũng thấy nằm trong top 1 nhiều. Và người ta sẽ kết hợp với đội hình phương Bắc đấy. Còn mình thì mình ở đây thì chỉ huy mình sử dụng đó con chỉ huy Benny. Và giai đoạn đầu thì mình đã bán máu thôi. Thực sự là cái con chỉ huy Benny này lâu lắm từ phiên bản mới này này mình ít khi dùng rồi. Và hôm nay làm video thì mình sẽ lấy về sử dụng trở lại. Nó chỉ là mục đích là bán máu ở giai đoạn đầu để cho đủ 10 vàng càng sớm càng tốt thế thôi các bạn. Đấy, còn chỉ huy Benny thì bây giờ cũng thấy ít người ưa dùng. Hoặc là các bạn vẫn dùng bình thường nhỉ. Nếu mà mình chơi lên đội hình 6 pháp sư bây giờ hiện tại thì nếu mà kích hoạt được 6 pháp sư chẳng hạn thì nó sẽ tăng được 125% sát thương phép cho tất cả tướng. Đấy. Nếu mà tí nữa cái con Esmeralda mà trước Esmeralda mà lên chỉ cần lên 3 là nó cân team hết các bạn. Chưa có thiên phúc thiên phiết cái gì ấy. Chỉ có đồ cho nó dồn cho nó cái tụ năng lượng này. Xong là hai đồ tanh nữa, có nghĩa là hai đồ phòng thủ ấy. Đồ phòng thủ các bạn có thể lấy mũ vệ thần bầu trời vào hoặc chiến giáp hoàng hôn hoặc khiên bất tử thì thôi rồi cái con Esmeralda ấy. Còn ở cái trận đấu này thì cũng có một bạn chọn và chơi cái con chơi cái bộ pháp sư như mình. Thực ra trong quá trình chơi các bạn cũng nên lâu lâu check và đảo qua xem đội hình của các bạn khác. Sợ là ví dụ như chơi pháp sư này có tận 4 bạn hoặc 3 bạn tranh nhau ở những cái video nào của trước mình làm ấy, đa số là mình cũng sẽ nói rõ ràng ra rồi. Có nghĩa là có tầm 2 người hoặc 3 người tranh nhau. Ở đây hay Busa mình thôi mình không chơi nữa. Hai hoặc ba người tranh nhau thì các bạn không nên lấy nữa. Còn video này thì mình hướng dẫn đây bản màu cái mà vẫn không được, lấy hoa bít về nhé. Mình nói và hướng dẫn qua các bạn có nghĩa là nói về cái cách chơi lối chơi của mình thôi, chứ hướng dẫn thì cũng phải hướng dẫn hẳn. Các bạn chỉ xem qua và tham khảo thôi đấy, và cố gắng để giữ cái lợi tức 20 vàng. Rồi chơi đội hình pháp sư này thì mình sẽ cố gắng cứ roll sau cái đợt mở hộp vận mệnh thì mình mở slot, và sau tân quá thì mình cứ mở slot ra thế thôi. Và đủ lại còn hết, mình sáng quên sạc sạc pin các bạn. Rồi có nghĩa là đang nói trong kiểu đang mạch nói ấy. Mà bị thấy báo pin yếu. Rồi đến mở hộp vận mệnh này nhá, là mình chơi đội hình pháp sư thì các bạn ô bạn cũng chọn rồi, mình sẽ lấy lưỡi gươm Mao Linh chắc chắn thôi. Cơ bản là lưỡi gươm Mao Linh thì giai đoạn đầu nó sẽ biến cho cái đối phương bên bạn thành những cái con minion trong vòng 5 giây và cũng sẽ tăng cho. Nhưng mà thực sự là mình thấy là cái vòng vòng khóa hồn này, vòng khóa hồn thì nó có sức mạnh phép thuật nhiều hơn, kháng phép nhiều hơn, nhưng mà mình thích dùng cái lưỡi gươm Mao Linh nhiều hơn các bạn. Thấy nhìn biến bên bạn thành những con minion thì mình thấy vui, nhìn thấy buồn cười thế thôi. Thực ra thì lấy cái còn bình thường là lấy bùa mê hoặc trước, bình thường là như thế ưu tiên đấy, và lấy quyền trượng mùa đông xong mới đến vòng khóa hồn. Nữa là còn cái quan trọng nhất là cái đũa phép ánh sáng nhá các bạn nhá. Cái đũa phép ánh sáng đó có nghĩa là cái tụ à không phải đũa phép ánh sáng cũng được, nhưng mà cái tụ năng lượng nó là quan trọng nhất. Cứ hay nhầm của cái bạn này gà gà này thì còn sử dụng cái bẫy nữa, bẫy của con chỉ huy Benny nữa. Có thể bạn ưa dùng chẳng hạn hoặc bạn mới mua, bạn chơi cả độc tố các thứ nữa. Mình cũng xem qua check qua đội hình các bạn tí thôi. Cũng trận này thì chỉ có một bạn chơi tranh phép với mình nên là mình cũng không lo lắm. Tầm 3 4 bạn thì mình sẽ
đổi sang đội hình khác ngay, hàng Nga này. À, hàng Nga Thiên Phúc cho mình thôi. Ô, đúng rồi, may mắn. Thế là hàng Nga có Thiên Phúc thì mình sẽ dồn đồ cho hàng Nga thôi các bạn. Cực kỳ là đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Với cả về sau giai đoạn cuối thì có thể là hy vọng mình sẽ lên được, có nghĩa là lên được đội hình phương Bắc càng nhanh càng tốt nữa. Nhưng mà nếu mà chơi như vậy thì nếu mà đội hình phương Bắc này nhỉ, thì ở những cái video trước mình cũng hay nói rồi, mình nên sử dụng với con chỉ huy Benny và cái nội tại thứ ba của nó. Phương Bắc thì nó lấy cái con Fanco kéo kéo về, lúc nào cũng lợi tức về vàng ấy. Mà cơ bản mình làm video thì cũng không chơi mãi nguyên một con được, con chỉ huy được, mà là mình cũng nên chơi và chơi nhiều, gọi là trải nghiệm và tận hưởng. Đấy, cũng làm video để cho các bạn xem thế thôi. Ok, và sau cái đợt mở hố vận mệnh này nhá, có nghĩa là sau cái tơn quái này thì mình lại mở slot tiếp. Ôi, roll tiếp các bạn. Các bạn chơi nhiều, à không phải, các bạn xem video mình thì các bạn cứ xem qua thì các bạn cũng biết rồi, đa số là mình cũng hay mở slot. Chỉ có lâu lâu có một vài video là mình sẽ chơi cái kiểu đó là Hyperlone thôi. Có video trước thì mình, video trước nữa chẳng hạn đấy, thì có thể là mình sẽ chơi Hyperlone. Còn cái giai đoạn tỷ lệ xuất hiện tướng, với cả mình cũng lâu lắm không chia sẻ về cái những cái cách nhìn và chọn tướng nhỉ. Các bạn, tỷ lệ xuất hiện của những cái con một vàng, ví dụ giai đoạn đầu là 50%, nó nhiều hơn các bạn biết đấy. Còn những cái con ví dụ 4 vàng hoặc 5 vàng thì ở giai đoạn cuối, ví dụ mở slot thứ 9, thứ 8 thì nó sẽ thấy xuất hiện nhiều hơn thế thôi. Đấy, như ở cấp 5 thì đây tỷ lệ xuất hiện của những con 4 vàng, à 5 vàng, nó 0% đấy các bạn. Những cái con 4 vàng thì nó sẽ xuất hiện, tỷ lệ xuất hiện là 5%, nó cực kỳ là ít. Của mình được hai con hàng Nga, trận này cũng hàng Nga được với con Martin nữa. Thế thôi, nếu mà không ai tranh với cả may mắn, nhân phẩm các bạn may mắn một tí thì các bạn cứ chơi và roll một cách rất là bình thường này. Và máu thì cũng như này thì cũng khỏe. Tí nữa nếu mà sau tân này mình sẽ mở slot tiếp. Có nghĩa là mình cũng chưa nên, từ từ đã roll một tí đã nhá. Và mình nói tiếp này về cái con hàng Nga hoặc là những con Emira, các bạn có cái tụ năng lượng hoặc là bùa mê hoặc có cái triệu mùa đông, các bạn cứ dồn cho nó. Hai con này cực kỳ là khỏe. Mình chơi nhiều con hàng Nga mà có cái tụ năng lượng thì nó cũng được. Đây, habit có thể mình Harley mình lấy về, hàng Nga lấy về, habit có thể lên 3 này, Harley lại lấy tiếp nhờ. Nhưng mà bây giờ lấy vào là không được, lợi tức của mình có mỗi 21. Các bạn cứ đợi bàn cờ xoay thì các bạn lấy về, đấy là cái mẹo thôi. Cái này thì ở những cái phiên bản trước, những mùa trước mình cũng nói suốt rồi, chơi nhiều thì tự biết rồi. Nhưng mà có bạn lại bảo không lấy về được thì các bạn sẽ phải mở ở cái đặt ấy, các bạn phải mở ấy ra nhá, mở cái chế độ, không phải mở chế độ mà là mở ô ra, thế thôi. Nó phải có cái chế độ ở hàng chớ ấy. Tiếp theo là, ôi trời ơi, con chỉ huy Harper này cũng khỏe nhỉ. Ôi trời ơi, lên luôn con Fanco, cực kỳ là may mắn. Thế là bây giờ chỉ còn đây nhá, có nghĩa là được cái Thiên Phúc, bây giờ mình chỉ còn cái con Audula nữa thôi, là mình đủ luôn cái đội hình phương Bắc rồi. May thật, nó là gọi là cái sự may mắn đó các bạn. Sự may mắn thôi, chả có gì đâu. Nếu mà đội hình phép thuật, bây giờ các bạn có thể cứ thử chơi xem. Nếu mà các bạn xem xong video này ấy, các bạn có thể thử áp dụng chơi đội hình phép thuật xem nó khỏe không. Còn mình thì thấy kết hợp với con chỉ huy Benny Avep, chỉ huy Remy này, nội tại thứ ba của nó cũng không ăn thua đâu các bạn. Phong Việt Nam à. Hiện tại thì nó sẽ chỉ được tăng 80% sát thương thôi, tại vì chưa đủ 6/6. Đang vẫn là 5/6 thì nó vẫn là cho tính là 4 thôi. Cố gắng để lên con ha habit, mà con này mà phải lên được cả 4. Bây giờ mình cũng phải chơi kiểu Hyperlone như trước rồi. Như cái những video trước rồi. Ở đây thì nếu mà đây cái, chắc chắn là mình sẽ lấy đồ phép nhá. Đấy, đấy, cái đũa phép ánh sáng này. Các bạn còn nhớ thời những cái giai đoạn đầu có những cái con Hayabusa, bây giờ có Hayabusa, con đúng rồi,
giai đoạn đầu ấy, cái đũa phép ánh sáng này này thì tùy thôi, nhưng mà ở những cái đợt phiên bản mình cũng thấy lâu lắm không nhớ nữa. Các bạn sẽ lấy cái đũa phép ánh sáng này cho con nào để mình nhớ lại em này. Đũa phép ánh sáng, rồi mình mở slot và mình sẽ cho may quá lên được con Habit 3, rất là may đấy, có nghĩa là cũng nhờ cái sự may mắn nữa các bạn. Và mình sẽ dồn hết đồ con Habit nhá. À không, để cho hàng Nga vào, còn đồ thì bây giờ cứ cho Habit trước này cũng được. Nãy giờ mình đang nói đến cái con không phải con, à đang nói con Hanabi. Mình đang nói đến tới cái con Hanabi các bạn. Ôi dồi ôi, thua các bạn này đau đấy. Cơ bản chơi đội hình này nó cũng ở giai đoạn đầu không mạnh lắm đâu các bạn. Đang nói lấy cái đũa phép ánh sáng cho con Hanabi. Như vậy thì khi nó đánh nó sẽ có cái lan và nổ bùm 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 các thứ ấy. Nó sẽ kiểu dạng bị thiêu đốt giống như độc tố. Đây là con Aurora mình sẽ phải lấy vào. Còn con Aurora này nữa thì mình nghĩ rồi. Thôi mở slot cho khỏe. Đáng lẽ nếu mà bỏ con hàng Nga ra cũng được, nhưng mà mình tính là hàng Nga cũng đang khỏe, với cả còn 31 máu nên không cần giữ máu nữa. Thua tân này nữa là đau ơi là đau, cay lắm, nên thôi không nên dùng. À không nên chần chừ nữa. Khéo là đây, sau cái tân này xong là đến đợt đánh quái thì may mắn nếu mà lên được cái con hàng Nga, lên được con hàng Nga 3 thì nó sẽ cực kỳ là khỏe. Bây giờ chỉ cần cái tụ năng lượng các bạn, phải có tụ năng lượng, xong hàng Nga phải lên được 3. Trời ơi, trận đấu này không biết sẽ đi về đâu nữa. Hơi toang, thực sự là thế các bạn. Toang tí. Nhưng mà không sao. Đợi đánh tân quái này đã nhá các bạn nhá. Xong mà lấy thôi, cứ lấy về này. Chả biết nào nữa, cũng phải do nhân phẩm đấy các bạn. Bây giờ mà có cái tụ năng lượng cho con hàng Nga thì được. Con Emila khó lên thế không biết được. Như kiểu đợt trước con Emila nó khỏe, chứ con Emila 2 ấy nó cũng cực kỳ là khỏe, giống như con Hayabusa bây giờ ấy. Ai cũng thi nhau và tranh nhau chọn luôn. Tí nữa sẽ với họ thì đúng rồi, máy quát được cái tụ năng lượng, lấy thiết bị nhân bản luôn nhá. Mình sẽ phải cho con hàng Nga lên 3 các bạn. Như thế thì mới có thể cân team được. Hàng Nga phải lên 3. Ô, không cần. Lại được thêm phúc luôn này. May đấy. Trời ạ. Hàng Nga lên 3 lại được thêm thiên phúc nữa. Ui ôi. Thế là may mắn đấy nha các bạn nha. Không mình không nghĩ là như thế. Bây giờ chả còn gì để mất rồi. Bây giờ mình sẽ dồn hết đồ cho hàng Nga. Hy vọng hàng Nga sẽ cân team. Lấy luôn đũa phép ánh sáng cho hàng Nga nữa, hy vọng hàng Nga sẽ cân team. Còn mình nói qua về cách sắp xếp thì đây, hàng Nga 4 không biết làm ăn được gì không, khéo lại toàn luôn từ cái tên này. Cách sắp xếp các bạn cứ sắp xếp dồn vào góc thôi, riêng chơi đội hình phép thuật đấy. Xong là có đồ thì bây giờ như mình thì hàng Nga lên 4 thì lấy đồ dồn hết đồ cho hàng Nga. Xong là với cả nữa là cái con phương Bắc, cái con Aurora ấy, nó thả băng xuống nó cũng khỏe. Thì có thể dồn cho hàng Nga có đồ thì các bạn hãy dồn cho Aurora. Đấy, chủ yếu là hai con này thôi. Còn Habit thì nó trưởng cũng khỏe, nhưng mà nó không phải là sát thương đam chính nữa. Nhìn con hàng Nga này các bạn biết rồi phải không? Đấy, đơn giản chơi một cái cách lối chơi và cách chơi. Cái kiểu bán máu, không phải bán máu mà chơi Hyperon này nhiều lúc nó toang các bạn nhỉ. Nhiều lúc nó toang thật, nhưng mà cũng chủ yếu bây giờ game này là nhân phẩm là nhiều. Mình làm vì game này thì cũng vì đam mê thôi. Thực sự là đam mê mình làm. Nên là các bạn xem qua video thì ủng hộ mình. Xong rồi có những cái gì mà có những đội hình hay chẳng hạn thì các bạn có thể comment cho mình để mình làm những cái video mà những làm về đội hình đó thì nó sẽ khỏe, hoặc là có cái cách lên đồ, cách sắp xếp như nào hợp lý đấy, để các bạn áp dụng vào chơi và leo danh, có nghĩa tham khảo qua thôi. Còn các bạn cứ comment ý kiến là kiểu gì mình cũng đọc hết mà, tại vì cũng ít người xem.
video lìu tìu được nghìn vài trăm, thật sự là cũng không không ăn thua lắm các bạn. Đấy, rồi Grok thì lên 2, lấy tạm Grok vào đỡ đòn này, có nghĩa kích hoạt được cái độc tố. Đội hình độc tố thì mình cảm nhận là nó cũng không khỏe mấy đâu, thực sự là thế các bạn. Bây giờ chỉ có đội hình kiếm khách này, không là pháp sư thì mình thấy cũng khỏe thật, nhưng mà tùy thôi, không phải trận nào chơi đội hình pháp sư cũng được top 1 đâu. Chiêm tinh nó cũng thuộc dạng meta, nhưng mà chốt lại một câu, đó là nhân phẩm, cũng là nhân phẩm thật. Chiến thuật thì chả còn mang tính chất chiến thuật mấy nữa, cũng vẫn còn sự sắp xếp và cách lên đồ, nhưng mà cái cơ bản là nói một cách đơn giản là game nhân phẩm nha. Cũng phải không, nếu mà chiến thuật những cái bạn mới chơi ấy, xong là chơi nhiều người ta thua, hoặc là chơi số đen chẳng hạn, chơi thua 5-6 trận liền chả cay, vì ông nhiều lúc còn muốn xóa game ấy. Đấy, chuyển qua game khác mà chơi, kiểu đấy luôn. Còn đối với mình thì, đây phải mình lấy tăng sức chứa thôi. Nói thật với các bạn là tăng sức chứa các bạn nên lấy nhá. Các bạn không lấy thì cho người khác lấy thì nó làm thành kiểu cho các bạn khác dành cho người khác để lên đủ bộ thì người ta sẽ rất khỏe. Nên là có cơ hội là cứ phải lấy cái tăng sức chứa này, có nghĩa pha lê khoa học ấy. Ở đây mình rất là may mắn là vừa nãy lên được có cái con Fanco thì nó có thiên phúc, nên là mình không cần phải tìm thêm cái con Fera nữa, để chỉ cần con Audura vào là nó đã kích hoạt đủ đội hình, đó là đội hình phương Bắc luôn rồi. Còn đây thì mình sẽ lấy đội hình quỷ tộc. Thực ra thì quỷ tộc, hai quỷ tộc vào với cả cái con Hammer này, với cái con Argus này, thì chỉ chủ yếu là lấy vào để tanh thôi các bạn. Mình nói thật, nó chủ yếu là để tanh thôi, chứ nó cũng chả liên quan gì. Đội hình quỷ tộc thì, và đội hình đấu sĩ này nó đi liền với sát thủ. Đội hình xạ thủ thì nó sẽ có vẻ hợp lý hơn. Nhưng mà trong cái tình huống này thì mình gọi là còn nước còn tát thôi, cố gắng để chống chọi hoặc chống trụ đến những cái giai đoạn cuối thôi. Nên là mình khuyên các bạn chơi là cứ chơi cái kiểu lối chơi cách chơi như vậy cũng được, đừng có mà nản, nhưng mà cố gắng giành trong vòng top 4 là được rồi, không bị trừ điểm. Lên để lên sớm lên những cái danh thần thoại, xong mà là... nhưng mà cơ bản là vẫn là chơi vui thôi các bạn. Ok, trận đấu đến đây thì không biết như nào nữa, tình hình nó sẽ diễn ra thế nào nữa. Chủ yếu là cái con hàng Nga này, các bạn cứ theo dõi xem con hàng Nga thôi. Hàng Nga 4 có đồ cực kỳ là bá đạo các bạn, cực kỳ là bá đạo, mình cảm nhận như vậy. Xem con hàng Nga thể hiện thôi. Ô, một mình hàng Nga này, hàng Nga chắc chắn sẽ cân được. Một cái ulti nó chết luôn liền hai con Mia ở cuối ấy. Quá là bá đạo các bạn. Trong khi đó ulti nó chưa rơi vào một điểm, chỉ là tính được một hai tia của đằng sau kia thôi. Thế mới kinh khủng khiếp thật. Bây giờ thì đợi sau cái turn, các bạn có thể là cái con Odette này cũng được, nhưng mà mình tí nữa xem nào đã. Tính ra thì được có cái bạn Phong Việt Nam này, bạn top đầu, bạn rất là khỏe. Nhìn đội hình của mình cảm nhận nói thật với các bạn là nó cũng không khỏe gì đâu thật. Chơi đội hình phép thuật thì các bạn có thể chơi thử, gọi là trải nghiệm thử cũng được, mình cũng không đánh giá cao lắm các bạn. Và ở trận đấu này thì được cái con hàng Nga này, mình thấy được con hàng Nga thì cũng được. Lấy thiết bị nhân bản, mình lấy khiên bất tử đi. Đây, cho con Emila đồ với. Từ đầu là mình đã nói con Emila. Thực sự là cho con Emila nó cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ Emila mới có thể lên 2 thôi. Argus thì mình có thể lấy về nhá. Ô, Argus lên 2 này. Thammert thì có Thammert lấy về để đấy. Còn cái... còn đối với con Odette ấy, thì tí nữa thì có thể mình thử dồn đồ cho Odette. Tại vì thấy trên Facebook ở cái nhóm các bạn cũng xem bảo là một mình Odette nó cân hết ấy. Nó cũng có đồ chỉ cần lên level 2 đồ năng lượng. Nhưng mà không biết level 2 nó cũng có khỏe được không. Tí nữa mình cứ thử dồn hết đồ cho Odette xem. Odette nó lên 2 thì nó cũng khỏe mà. Nhưng con 5 vàng thì đa số là khỏe hết.
bây giờ có con Triệu Vân, à con Tử Long à. Triệu Vân, à con Tử Long mà bây giờ nó còn con thuộc con năm vàng nữa, thế mới kinh khủng khiếp. Mình sẽ lấy con tham mớt về. Đấy, đợi bàn cờ xoay mới lấy về nhá. Và cứ roll tiếp thôi. Không có các bạn ạ. À, Odette đây. Cháu Odette lên luôn, lên 2 luôn. Mình sẽ cho Odette vào giữa nhá và sắp xếp ra dồn thử dồn đồ cho Odette xem. Gặp cái bọn bạn Phong Việt Nam xem Odette nó ulti, ulti của nó hút lại máu mà. Cũng được ấy. Các bạn mình cũng với cả chơi đến đây, nói thật trận đấu này chơi đến đây mình thấy may mắn lắm mà. Thực sự là như vậy đấy. Để cho các bạn xem con Odette cũng biết khéo lại thua luôn bạn mà xem. Gây sát thương cũng nhiều nhỉ. Đúng rồi, con Odette cũng được các bạn. Rồi, ok, cũng được, khỏe đấy. Ôi ôi. Mà mình nghĩ là nó gây sát lượng sát thương nhiều mà cái chủ đích của về một con thì mình nghĩ là nên con hàng Nga, nó bây giờ hàng Nga nó khỏe hơn các bạn. Còn vừa nãy mình cũng thắng bạn nên là thôi, cũng chả sắp xếp hoặc như nào đâu. Ui. Ôi, bạn còn kinh khủng khiếp hơn mình các bạn. Trời ơi, đội hình của bạn. Thế là bạn nhân phẩm tốt hơn mình ấy. Nhưng mà mình cái con, mình có con hàng Nga thì mình cũng sợ. Con hàng Nga của mình cơ bản là mỗi trận đấu, mỗi đội hình ấy, phải có một hoặc hai con nó là đam chính thôi các bạn. Còn những cái khác nó chỉ là vào để phụ đấy. Nó dạng như thế. Ôi dồi ôi, con này đau ghê. Trời ơi, cái con. Ôi dồi ôi, cái con trâu của bạn đi luôn rồi, trời ơi. Ôi dồi ôi, còn 17 máu. Cái này không được các bạn. Mình sẽ phải sắp xếp xong dồn lại đồ cho con hàng Nga thôi. May đấy nha, may đấy. Không biết có ăn lại được bạn không. Đây mình ăn được bạn rồi chứ. Thế mà không phải nghĩ. Rồi bạn lấy thêm được một đồ. À bạn lấy mở được một slot nữa. Còn mình thì vẫn lấy đồ phép thôi. Sắp xếp lại đội hình nhé các bạn nhé. Mình xem qua đã, không thua bạn mất. Bây giờ mình sẽ dồn đi đồ cho hàng Nga và để lại này. Trời ạ. Rồi. Cho hàng Nga ra một góc. Đến này đi. Cơ bản là những cái con chủ lực chính thì để phải dồn ra hai góc dưới các bạn. Đây mình bị con trâu của bạn bắt ấy. Với cả con hàng Nga mình. Con hàng Nga mình nó là đam chính. Mình phải dồn đồ cho hàng Nga. Các bạn nhớ nhá. Đấy là mình mắc sai lầm một tí đấy, may ấy, cho mình sửa lại. Rồi thế cũng ngon rồi đấy. Và mình đã thắng lại được bạn Phong này. Tưởng thua rồi. Cơ bản là video mình mà đến được top 2 thì cũng được mà các bạn. Chỉ cần top 1, top 2, có top 3 thì mình vẫn đang bình thường. Cái kiểu vừa chơi vừa làm video này nó cũng cực nhọc và khổ ấy. Nhiều lúc thì được top 1, nhiều lúc được top 2. Cũng chả biết như nào. Rồi sắp xếp và xem lại. Nhưng mà cơ bản là đối với con hàng Nga nó là chính. May quá được lên nốt con Aurora nữa. Thế này thôi. Aurora thì bây giờ thì cứ chủ yếu là dồn đồ cho hàng Nga và Odette. Xem mà. Có thể ăn lại được bạn. Ui, Odette ulti cũng chuẩn thật. Odette cũng được. Ui ôi, đây thắng tuyệt đối các bạn. Thắng bạn à. Trời ơi, thắng luôn bạn đi. Đúng rồi, win. Ok, video mình kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.